lúc mà cô có một dịp đi theo học với sư bà Hải Triệu Âm, khi đó còn rất trẻ, gọi là sư cô Hải Triệu Âm, thì sư cô không nói gì hết, suốt ngày chỉ niệm Phật thôi. Và sư cô có một cái hạnh rất đặc biệt là không bao giờ tự tay nấu ăn, quá ngọt không ăn. Mà có ai cúng tiền á thì sư cứ ngồi niệm Phật, tiền người ta để một đống thiệt lớn, hồi đó ai cho cô chừng 10 đồng cô mừng lắm. Cái số tiền thì to tay mà cúng dường sư cô đó con, thì lúc đó cô thấy là khoảng cách triệu bạc, nhưng cô hoàn toàn không để ý gì hết. Nhưng mà khi mà người ta về rồi, sư cô biểu cô là lấy cái bọc ni lông đó hốt hết cái tiền đó, rồi đến cái chùa nào gần nhất bỏ vào thùng phước xương. Thì cô đến, cô mới hỏi, rồi con đến con có ghi cái phiếu công đức của sư cô không? Thì sư nói, khỏi con, cái đó tiền của Phật tử để cho các chùa làm Phật sự. Thì cô rụt rè, cô hỏi sao mình không chừa ít để xài. Thì sư nói, mạng sống trong hơi thở mà con, biết ngày mai mình còn sống hay không. Chỉ là tỳ kheo nên cô không có cần giữ tiền. Thì đó là người đầu tiên gieo cho cô cái niềm tin, à hóa ra là lời Phật dạy có người thực hành, chứ không phải là không thực hành. Và bữa nào cô theo sư đi mà phóng sinh mà quá 12 giờ mà không cho ai cho ăn gì hết, thì sư biểu thôi đi vô nhà gần đó xin bát nước hai thầy trò uống, rồi ngày hôm sau mới ăn. Thì đó là lần đầu tiên cô thấy một người giữ giới trì giới thực hành như vậy. Cho nên cô cảm nhận và cô khâm phục. Cho nên khi thấy ngài niệm Phật và Phật tử mà đến một bên mà nó có nói chuyện gì, lúc đó là thời đảo chính rồi, thời tranh đấu đủ thứ hết, thì sư cô luôn luôn nói thế này: thời gian quý vị ở trần lao rất nhiều, một tháng một năm mới có dịp đến chùa một ngày, thì thôi nên cùng tôi niệm Phật. Chứ ngồi nói những việc đó nó phí tiền xe mà phí thời gian của mình, mà phụ luôn cái ân của Tam Bảo nữa. Sư cứ Nam Mô A Di Đà Phật, sư lần chuỗi hoài. Thì các bà nói riết không nghe sư nói gì cũng lần chuỗi theo sư. Thì đó là một cái điều con thấy rất là hay, và con bắt đầu thâm tín pháp tịnh độ từ đó. Và khi mà lên đại học Vạn Hạnh thì được học tông tịnh độ với hòa thượng Trí Tịnh, tức là người dịch kinh Pháp Hoa. Thì cô cứ đứng đưa tay lên đưa tay xuống hỏi cõi tịnh độ có không, tu tịnh với tu thiền cái nào tốt cái nào xấu. Thì hòa thượng đương viết bản, hòa thượng quay mặt lại hòa thượng nói, thôi niệm Phật đi, lộn xộn quá, hỏi hoài. Rồi ngày sau thời giảng kinh thì cô nhớ các vị giáo sư á, thì đi vô trong một cái bàn giáo sư ở văn phòng ngồi và bàn đủ thứ chuyện. Còn hòa thượng thì sau thời giảng kinh cũng sách sau chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Những ngày Tết, những ngày lễ mà lên ngay chỗ thất của hòa thượng thì cũng thấy ngài niệm Nam Mô A Di Đà, không bao giờ nói một câu thứ hai mà thị phi. Và khi mà mấy cô mà muốn hỏi cái gì thì thưa hỏi hòa thượng khỏe không, hòa thượng nói khỏe tu cũng được, bệnh tu cũng được, mắc cái gì mà hỏi. Rồi ngài cũng niệm Phật, tức là niệm Phật từ ngày tới đêm. Và cái thất của ngài đó, cái giường chỉ có 4 tấc, chỉ có thể giúp cho ngài nằm dây mặt về bên hướng tây và nằm nghiêng bên tay mặt, và suốt đời như vậy. Thì chính những điều đó nó gây cho cô cái niềm tin có người niệm Phật. Thì cái người đó làm cho mình cảm thấy là có một cái sức thuyết phục, và cô bắt đầu niệm Phật là từ hai hình bóng đó, một là của bà sư bà Hải Triệu Âm, và thứ hai là của hòa thượng Trí Tịnh. Hóa ra là mình có bao nhiêu lý luận đi nữa cũng không bằng một hình bóng thực hành. Và cô nhớ hồi đó cô rất là ham ăn, lúc nào cũng đói bụng liên miên hết. Nhưng mà theo sư bà Hải Triệu Âm, trong 3 tháng thì cô bắt chước ngày cô ăn ngọ. Tại vì cái hình bóng và đời sống đơn giản của ngài nó là một cái tấm gương, một bài thuyết pháp không lời cho mình. Cho nên sau này khi nghĩ lại, cô mới nhớ cái thời mà hạnh phúc nhất là thời cô được đi theo ngài trong 3 tháng. 3 tháng hoàn toàn vô tư, 3 tháng trì giới, 3 tháng niệm Phật, và hoàn toàn không để ý đến chuyện thành mất được thua. Và sư bà sống trọn đời như vậy. Đó là một người vị tỳ kheo ni trì giới đệ nhất và niệm Phật đệ nhất ở Việt Nam, đến bây giờ vẫn còn.